Đó. Mấy người. Hai ly một. Một ly nữa. Em sẽ qua đây chiếu anh này qua bên đây ngồi. Ngồi mưa nó không có nhiều. Đó. Để tôi qua cho anh này ngồi. Chiếu gọi rồi. Đang. Mới ra cái bạc. Phương con nghe nói ở đây bán xây nhà mua nhà 3 tỷ đúng rồi. Là mua nhà cho đó đó bà Hạc á. Phương bán lúc nào có tối mới hết hả Phương? Bán lúc nào? Tới 6 mấy, có khi hết rồi, 20-30 đứa rồi. À, bán 6 mấy tối luôn. Ừ, thì Phương mỗi lần đi chợ là Phương đi vô bên kia luôn chứ, đi lên cho con dâu cô luôn phải không? Ừ, đi bà Hạc đi luôn chứ. Hải ơi, con có ăn bánh mì không? Có lấy nước chanh không con? Cái gì không? Con lấy xôi cái này hả? Đúng không? Cái gì nói? Bạn con kiếm đi lấy cái này. Lấy này gì? Ở chừng nó quay lên. Dạ. Cái này lấy gì? Lấy này gì? Cái gì rồi? Chừng 12 giờ phim. Nào, kế. Đây là con đường cách mạng thứ 8 hướng về hệ thống dân chủ các bạn. Đây là cái hẻm 199. Đường cách mạng tháng 8 nha các bạn đi vô trong hẻm này là sẽ thấy quán phá nóng bò của Phương ở đó. Đi vô trong phía sau là địa chỉ 199/59 nha các bạn. Hôm nay kênh Cô Phúc sẽ giới thiệu cho các bạn một quán phá lấu trong hẻm đường cách mạng tháng 8, hẻm 199 đường cách mạng tháng 8 quận 3 các bạn. Đây là phá lấu dì Hương, dì Phương bán 29 năm rồi. Nói là quán này bán mua nhà 3 tỷ hả các bạn? Con nhiêu vậy cô? Mà cứ nằm không ăn rồi, chết sao luôn. Ừ, anh biết thành phần này không anh? Biết. Một là hai. Khăng long. Khăng long, phèo, bao tử. Gì? Đế. Con hai chén. Hai chén luôn. Đế. Bao tử nè. Đế này nè, bao tử. Lá mía. Này khăng long. Năm nước. Thịt dày. Và 275. Còn dồi chuồng Phú Linh. Rồi bò kho gân nữa mà bán sáng giờ hết rồi còn có nhiêu lá mía đâu nữa không? Có lá mía rồi. Này bán đông anh. 300 rồi, ngày khoảng hai mấy ba chục ký. Giờ nào là khách đông nhất anh? Theo anh bán từ 2 giờ cho tới 6 giờ. Không có. 2 giờ chiều tới 6 giờ. Đó thì em 3 giờ đó là thấy vô mầm á. Vậy làm cái nào cũng tờ nào chứ. Để mưa chứ không mưa là sang cái nào cũng sang hết trơn. Đó là áo dài ngồi đây làm.
mua nhà 3 tỷ, 29 năm. 2 căn, 2 căn. Căn anh Sương cô đang cho thuê. Căn này cô mới mua xong. À. Cô còn căn anh Sương. 3 căn, cũng Tân Bình, cô bán căn Tân Bình, cô đắp qua bên. Cô cất cái nhà này lên. Không mà. Cái 3 tỷ thì cô mua cái bán căn Tân Bình, cô lấy tiền cô đắp qua. Cô cắt lại hết 3 phần. Nhà này là? Nhà cũng ngoài. Mà tính tiền phá lấu là mua nhà 3 tỷ á, từ lúc bán phá lấu á. Thì nhờ muốn bán đó. Chứ có làm đất mẹ đó, đó. Ăn học nhiêu đâu. Thời cô là đâu có học nhiêu. Học có lớp 7 là đã nghỉ ra buôn bán rồi. Nhưng mà cô giỏi vậy buôn bán. Dạ. Buôn bán lúc cô mười mấy tuổi là cô đã bước ra. Mà sao là cô bán phá lấu, dọn phá lấu. Mùa nào bán đã. Mùa chôm chôm, mùa nhãn, mùa giải, mùa cốc chín, mùa dưa gan. Dạ. Cô bán mùa đó, mùa xoài rồi cô bán. Rồi đó là con gái. Lúc đó là 20 hai mấy tuổi. Dạ. Tới 27 tuổi cô lấy ông xã không cho cô bán gì hết. Ông xã bắt ở nhà, giữ con, rồi giữ thằng nhà, thằng quỷ đó đó. Dạ. Rồi đến khi nó được 1 tuổi, là 28 tuổi là cô bắt đầu cô bán. Được 1 tuổi cô gửi luôn nhà trẻ, bắt đầu cô bán được tới giờ. Rồi sao cô chọn 18. Cô chọn phá lấu hay cô bán cô thấy ăn người ta thích được. Với lại cái hương vị cô 2.000, 3.000 kiếm, hồi xưa phá lấu có 2.000, 3.000 bán như chén bánh bèo vậy đó. Thì cô bán ngày cô kiếm đó là đó kiếm 20 mấy ngàn là gạo có 50 xu một ký à, đó xưa gạo xưa rẻ à. Cô bán cô kiếm ngày mấy chục là cô thấy ổn rồi, cô nói thôi kệ. Lúc mới bắt đầu bán có 3 ký rồi lên 4 ký rồi 5 ký, 5 ký rưỡi rồi từ từ ăn nhiều. Hồi đó bán ngồi mấy cái ghế thấp được chụp như người ta ngồi giặt đồ hồi xưa vậy đó, chứ đâu được bàn cao ghế cao vậy. Dạ. Cái từ từ tiếng mà đó bán cái bếp than quạt cái mụn nọ, sau đó lên được bếp dầu. Bếp dầu sau đó lên được bếp mini rẻ, một cái bếp mini với lại cái bình ga có 8.000. Dạ. Tiền đâu mà thay 400-500 ngàn cái này, cái này 1 triệu mấy rồi cái bán được từ lên giờ chơi bộ này 1.7 rồi, bình ga giờ xịn luôn. Bởi vậy đứa nào làm giờ chứ sao mỗi ngày nó cô bây giờ cô định mở thêm không, mở thêm chi nhánh không? Có mình dâu nó bán thôi. Anh nó bán hai cháu ta bỏ luôn hả? Phải để một người không chạy vòng ngoài đó. Giờ nó chạy nó đi lấy đồ rồi nó chạy lấy mì rồi nó đưa con nó đi học nó hành đồ còn mẹ nó ăn hàng ta ăn hàng rồi. Dạ. Bỏ mấy cháu tiền đi nhà có hai mẹ con với dâu thì hai người bán thì phải người ở ngoài để chạy chứ. Còn người trai nẻ là đó để cứ ngồi tự nhiên bình tĩnh đi. Anh năng lên. Cái gì tự nhiên? Ơ trời ơi con. Biết lòng rồi. Khoảng mấy chục năm rồi anh. Cũng 20 năm rồi. Anh lâu lâu mới ghé đây ăn rồi. Anh thấy ăn ở đây như thế nào? Phá lấu ở đây như thế nào anh? Anh thấy giá cả sao anh? Hợp lý rẻ. Anh mai mốt anh có giới thiệu bạn bè người thân người tới đây ăn không? Có. Thì ví dụ mấy đứa em với cháu rồi rảnh gì đây. Gần đây này giới thiệu nó. Dạ. Dạ. Nó mới nó đẻ mình nó hối hận cái mày á. Chưa sống lại. Chứ bởi vậy tao biết vậy tao đẻ đứa gái xinh đẹp vậy phải đẻ không? 130. Tổng hết. Đó là nấu sẵn ít rồi thầy Phương. Thank you.
địa phương đang bán phá lấu bò đó cho khách các bạn. Không gian ngồi rất là nhỏ hẹp và đông hẻm. Thân Long, tổ ong, giò trường, kèo, khế, cô tử. À, tất cả là bò hết hả cô? Chắc bò hết. Cô Phương là bán 29 năm rồi hả? 29 năm. Một mình chỗ này thôi cô Phương. Ừ. Giờ cô định mở thêm chi nhánh nào? Có chi nhánh bên bà Hà đó. Đó, chụp cái chi nhánh nè. Dạ. Để bánh mì được không? Mình đi vào trong hẻm 199 là thấy dù màu đỏ là quán cô Phương. À, các bạn. Của cô Phương chi nhánh bên kia lại bán cô Phương? Con dâu cô. À, con dâu cô. Mở từ mấy giờ? Mấy giờ? 9 giờ sáng, cùng hệ thống là 9 giờ sáng tới 6-7 giờ đầu. Nồi này mình nấu mấy tiếng đồng hồ Phương? 5 tiếng. 5 tiếng. 3 ngày sáng cô đi chợ sớm lắm à? 4 giờ khuya thôi. Ngồi mấy phút không ăn phèo phải không? Cái này là bán hết là thôi. Thầy Phúc Long nó chiên về mấy cái nước. Không, hết nữa là ba gì đó. Trà sữa chỉ có món trà sữa. Một chai là tôi nói bà một chai đó với lại một máy đó. Đổ đi ngó xuống đi.